quá nổi tiếng ở Việt Nam rồi, nó là dược mỹ phẩm đến từ Pháp. Nhưng La Roche-Posay bị một cái đặc trưng như thế này thôi, một số sản phẩm rất quốc, một số sản phẩm để chấm điểm thì khó, nói chung là 6.5/10. Hi, welcome back. Mình cầm 188 và đây là YouTube channel của mình, 188 channel. Hi, chào bạn nào chưa biết mình thì mình tên là Bu. Mình làm video về beauty và đời sống. Và ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ đánh giá các hãng mà các bạn rất hay sử dụng ở trên thị trường. Ok, The Ordinary, Điện Calis, Paula Choi, Obagi, Kors, Tena, v.v. Thì tất cả những cái hãng đó đối với mình nó như thế nào? Và trong suy nghĩ của mình thì hãng nào sẽ là hãng đáng mua nhất? Thì để biết là những cái hãng mà các bạn đang sử dụng có trong list này không mà nó được bao nhiêu điểm của mình thì các bạn hãy xem hết video nha. Và ok, trước khi xem hết video thì các bạn hãy cho mình một like, một subscribe cho channel của mình nha. Vì đó sẽ là những cái động lực rất là lớn để mình có thể ra nội dung mỗi ngày để càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Ok, thì ở trên tay mình đã tổng hợp khoảng mười mấy cái brand đó. Và mỗi brand mình sẽ nói thật sự ngắn gọn và cho các bạn một số những cái sản phẩm mà mình nghĩ là nếu như các bạn nên đầu tư thì các bạn nên đầu tư những cái sản phẩm nào của các brand này để các bạn không phải mua lòng vòng. Tại vì thật sự là không phải brand nào cũng tốt và không phải là brand nào tất cả các sản phẩm cũng tốt. Vậy nên đầu tư thì phải đầu tư cho đúng nha. Ok, một trong những cái brand đầu tiên, The Ordinary. Thật sự là The Ordinary thì thật sự là rất phổ biến, quá phổ biến rồi, tất cả bạn nào cũng biết hết. Nhưng mà thật sự là các bạn không biết là ở chung cái nhà với The Ordinary thì chúng ta còn có Hylamide và Neos nữa. Và thật sự là cái brand mà đáng để đầu tư nhất thì là Hylamide, tại vì giá của nó chỉ chênh lệch với The Ordinary khoảng vài đô thôi, kiểu 2-3 đô thôi, nhưng mà nó chất lượng nó cao hơn hẳn. Nhưng mà để nói là The Ordinary như thế nào thì mình nói là như thế này nè, một cái hệ nền chứa đúng cái chất của các bạn cần, còn cái kết cấu như thế nào thì nhà nó không quan tâm luôn. Và do cái công thức nó quá đơn giản nên đôi khi là nó làm cho cái chất đó nó không có thấm vào được, nên đôi khi ví dụ như vitamin C của hãng đi không có đủ thấm sâu để có thể kích thích sản sinh collagen được các kiểu nữa. Nên đối với mình, vitamin C của The Ordinary nó chỉ thiên về chống oxy hóa được các kiểu, bơi ở trên bề mặt thôi, chứ gọi là đi sâu vào rồi tăng sinh collagen thì đúng mình là không có nha. À quên một chấm điểm nữa, chấm điểm 6/10 nha, 6 điểm thôi. Ok, cái brand thứ hai là brand Điện Calis. Thì đối với mình cái brand này nó đỡ hơn The Ordinary một chút xíu, tại vì mình cũng có làm một cái tập là Format Display Unit về cái sản phẩm này rồi. Thì Điện Calis thì đối với mình là cái kết cấu nó làm tốt hơn, nó cũng thiên hướng về đơn giản hóa một số cái chất mà các bạn cần thiết thôi. Bên cạnh đó, một trong những cái đặc trưng của nhà Điện Calis có nghĩa là làm kết cấu sẽ tốt hơn The Ordinary một chút xíu. Nhưng cảm quan của mình nha, cái kết cấu này nó lại phù hợp với lại da khô hơn, tại vì hầu như trong tất cả các sản phẩm của nó đều có chứa squalene, có nghĩa là những cái loại dầu, nói chung là nó sẽ tương tự với là dầu trên mặt của bạn thôi, có nghĩa là nó sẽ giữ ẩm cho da của các bạn tốt hơn, nhưng mà nó lại phù hợp với da khô hơn. Đối với mình là như vậy. Bên cạnh đó thì cái packaging một số sản phẩm nó rất tệ, ví dụ như mấy cái chai niacinamide hoặc là HA, những cái chai serum dạng kiểu nắp bấm đó thì nó rất là dễ bị đổ trong quá trình vận chuyển, nên mình sẽ trừ nhẹ điểm của brand này một chút xíu. Đáng lý là 6.5 đó, nhưng mà ok, mình sẽ bị trừ xuống một chút xíu, còn 6.0 thôi nha, có nghĩa là 6.10. Ok, tiếp theo là Tena. Tena thì thực sự là một cái brand mà mình khá là ưa thích, tại vì một trong những cái thế mạnh của Tena đó là những ứng dụng những cái chất và những cái công nghệ khá là mới. Giống như là các bạn thấy là cái dòng Super Peptide đi thì nó ứng dụng Caprylone Glycine hoặc là những cái hợp chất mới hơn, ví dụ như Melanostone hoặc là CB1 để làm trắng da. Mà những cái hợp chất này nó đã được chứng minh là hiệu quả cao và không gây kích ứng cho làn da của các bạn nữa. Nếu mà bạn muốn thì bạn có thể thử search những cái tên một cái hợp chất này, đều có những cái công trình nghiên cứu khoa học chứng minh đầy đủ hết rồi. Và những cái nghiên cứu khoa học ví dụ như CB1 kết hợp được với niacinamide chẳng hạn. Bên cạnh đó, nhà này rất mạnh về peptide nha. Giống như các bạn biết á, có một cái chai peptide mà The Ordinary có nói rằng là peptide của tôi đừng có kết hợp với cái gì hết, đừng có kết hợp với niacinamide luôn, tại vì nó bị bắn, có nghĩa là nó hư luôn peptide á. Còn peptide của Tena thì kiểu cho tôi nhẹ xíu á, tại vì peptide của Tena có sản phẩm BHA booster có cả peptide lẫn BHA ở trong đó luôn. Điểm trừ là một số dòng thì hoàn toàn sạch, không chứa cồn, không chứa hương liệu, còn một số dòng thì có hương liệu một chút xíu thôi. Thì bạn nào mà thì kết ứng với hương liệu thì có thể canh dòng mà dùng, còn bạn nào mà không bị kết ứng với gì hết thì cứ tán thôi. Với lại giá của brand này cũng tương đối, nó cũng ngang ngang tầm với nhau hết, nhưng mà đối với mình như vậy đang khá là tốt. Để hỏi mình là những cái sản phẩm nào mà đáng mua nhất của nhà Tena thì đó là cái line Super Peptide, tại vì line đó là không cồn, không hương liệu nè, hoặc là cái chai Peel, chai Tena Blue Retinol Peel, chai đó cũng rất là tốt, một trong những cái chai Peel mà cho sử dụng liên tục 3 ngày. Thì để gọi chấm điểm thì mình sẽ chấm điểm brand này là 7.10 nha, 7.10. Ok, tiếp theo là tới brand Kors. Thì thực sự là Kors thì khá là nhiều bạn dùng, thực sự là mình biết là như vậy. Kors là một cái brand của Hàn Quốc,
cũng đi theo cái thiên hướng là không chứa cồn, không chứa hương liệu luôn. Nhưng mà một đặc trưng á của các loại mỹ phẩm mà active của bên Hàn á, có nghĩa là chính phủ Hàn Quốc kiểm nghiệm và kiểm định rất gắt gao về những cái chất active này. Nên nói chung là cost thì ok, nó có thể chứa các chất active ví dụ như BHA hoặc là AHA vân vân đó, nhưng mà nồng độ trong này là không cao và nó không phải là dạng thuần. Ví dụ nha, chai BHA 4 mà hãng claim là 4% và BHA đó thì nó là betaine salicylate chứ nó không phải là salicylic acid nha, nên thực sự là 4% của này nó rất nhẹ. Bên cạnh đó thì những cái toner AHA BHA của nhà COS á, thì đối với mình cảm thấy nó hơi thiên hướng về các loại toner dưỡng ẩm hơn. Thì một lời khuyên của mình là da bạn nào rất nhạy cảm, da bạn nào cực kỳ nhạy cảm luôn thì các bạn có thể sử dụng nhà COS, tại vì nói chung là nó nhẹ quá, nó không có gây kích ứng đâu. Hoặc là bạn nào mà kiểu thích dưỡng da kiểu Hàn, cái gì cũng nhẹ nhàng đó, thì các bạn có thể thử nhà COS. Giá thì 400 mấy tới 500 mấy tùy món nữa. Thì nói chung là nó hơi không hấp dẫn đối với mình lắm, tại vì mình thì thích hardcore, mình thích mạnh mẽ hơn á. Thì để gọi lại chấm điểm thì cũng khó chấm quá ta, ở tầm cũng 6/10 nhé, 6/10. Ok, một trong những cái brand tiếp theo, đây là một trong những cái brand mà mình cực kỳ ưa thích là Balenda. Thì tại vì Balenda cũng là một cái brand mà rất mạnh về acid, và thật sự là Balenda là một trong những cái brand mà gọi là top 3 của khu châu Âu luôn á, xuất khẩu đi rất nhiều và công nghệ áp dụng cũng rất là cao luôn. Giá của khu bên châu Âu thì cũng tương đối nha, chứ nó không hề rẻ đâu. Nhưng mà bán ở Việt Nam thì mình thấy những cái đại lý hay là những cái người mà bán sách tay đồ các kiểu á, bán 190 mấy hoặc là 220.000 cho những cái chai mà mình thấy là 10% malic acid cộng với 10% niacinamide cộng cho tiếp 10% PFHA đồ các kiểu á, mình thấy những cái chai như thế nó rất là tốt mà giá nó cũng có nhiêu, hình như là 100 mấy tới 250.000 thôi. Thì thật sự là các bạn đang cực kỳ hời khi mà mua được cái brand này luôn á. Bên cạnh đó thì những cái chai ví dụ như chai Miro đi, 3.5% retinol dạng blend, ở trong đó còn có ceramide nữa, thì đây chính là những cái món mình cực kỳ khuyến khích các bạn recommend mua. Nó phát triển tới một cái mức mà cái brand mà nó về được Việt Nam á, xong mà giá nó sẽ bị lên cao thôi. Chứ với cái tầm giá này các bạn đã cực kỳ hời khi mà mua brand này luôn. Nên đối với mình, nếu như mà theo mình đánh giá và trên cái việc mà giá của nó quá rẻ như vậy á, thì mình phải đánh giá nó được 7.5/10. Có nghĩa là mình cộng 0.5 nữa trên cái việc mà giá quá rẻ cho các bạn có thể mua. Ok, một trong các brand khác mà maybe các bạn nghe có thể là hơi lạ lẫm, xa lạ, đó là Nutrens. Thì Nutrens là một hãng đến từ Đài Loan, và thật sự Nutrens là top 2 của Đài Loan luôn nha. Công nghệ của Nutrens cực kỳ tốt. Và để gọi là đánh giá của mình như thế nào thì thật sự nha, cái dòng của Nutrens, mình ứng dụng một số sản phẩm của Nutrens trong cái việc điều trị cho một số bạn bị kích ứng da cực kỳ tốt. Tại vì Nutrens đi theo cái một cái xu hướng đó là less is more, có nghĩa là khi mà bạn bị kích ứng á, thì càng ít chất thì da của bạn hồi phục càng nhanh. Đó là lý do mà Nutrens nó có một cái dòng, đó là dòng kiểu Sisa B5 á, thì cái dòng đó nó chỉ có đúng 9 chất thôi nhưng mà hồi phục da cực kỳ tốt và không chứa cồn, không chứa hương liệu, bất kỳ làn da nào cũng có thể sử dụng, kể cả da kích ứng này, da bà bầu dùng được luôn. Mình thấy giá cực kỳ ổn, thật sự rất là tốt. Mình có chữa cho một số bạn bằng cái line này luôn và hồi phục da cũng cực kỳ tốt luôn nha. Bên cạnh đó nha, cái tiếp sự rửa mặt cũng là một cái highlight cực kỳ tốt luôn, tại vì cũng không chứa các gốc làm sạch từ sunfat, nhưng mà nó là làm sạch sâu hơn một số loại sữa rửa mặt khác ở trên thị trường luôn á. Mình thấy là như vậy luôn, nhưng mà lại không gây khô da nha. Đối với mình, nhà Nutrens phải được điểm khá là cao luôn á. Đối với mình phải đánh giá kiểu 7.5/10 luôn á, trên 10. Ok, nói về Nutrens thì cũng phải nói qua về Dr. Wu. Thì Dr. Wu cũng là một hãng đến từ Đài Loan luôn, mà cái công nghệ của Dr. Wu thì thật sự là Nutrens và Dr. Wu á là kiểu cạnh tranh nhau, đối địch nhau luôn á. Mà maybe là các bạn sẽ nghe về Dr. Wu ở Việt Nam nhiều hơn, nhưng mà thật sự là Nutrens cũng rất tốt, Dr. Wu cũng rất tốt, nhưng mà Dr. Wu đi theo cái thiên hướng là đánh active nhiều hơn. Nutrens thì cũng đi theo active nhưng mà sẽ hồi phục da nhiều hơn. Đó là lý do mà khi mà mình chọn cái sản phẩm mà để hồi phục mà đến từ Đài Loan thì mình sẽ chọn Nutrens, và để tấn công theo cái kiểu dữ dội hơn á thì mình sẽ chọn Dr. Wu. Thì để hỏi mình á là cái sản phẩm nào của Dr. Wu tốt á, thì ví dụ như dòng Dermalab nè, nó chứa cái công nghệ Dermalab để làm cho những cái dưỡng chất ví dụ như là niacinamide hoặc là B5 hoặc là ceramide được các kiểu á, nó có thể thấm vào sâu hơn và nó hồi phục làn da tốt hơn. Do cái công nghệ đó là một số sản phẩm của nhà này bị đánh giá là kiểu giá tiền hơi cao. Mình nói thật sự là giá tiền hơi cao, tại bên Đài á, brand này được đánh giá là brand cao cấp luôn á, chứ không phải là brand trung cấp hay là bình dân nữa. Bị vấn đề đó thôi, có nghĩa là giá sách tay thì cũng tương đối không rẻ, nhưng mà giá nhập chính hãng thì bị cao. Nên cái brand này mình sẽ phải đánh giá của nó theo cái mức giá mà nó bán á, bị thấp xuống một xíu, có nghĩa là mình rất là tiếc nhưng mà mình phải chấm nó khoảng 6.5/10 thôi, tại vì cái giá bán hiện giờ đang bị cao. Ok, tiếp theo là Lucent Bay. Thì thật sự là Lucent Bay là một cái brand mà đối với mình nha, nó quá rẻ, nó rẻ tới cái mức mà nó phá giá tất cả các hãng khác trên thị trường. Ví dụ nha, bạn
có thể tìm được những cái loại ví dụ như là chai Nissima có 198.000 hoặc là chai B56 219.000 chứa một đống chất. Thật sự chai serum mà 118-120.000 mà chứa ceramide được các kiểu á, là mình thấy kiểu mình nghe mình hoảng hồn rồi, nhưng mà chứa cả ceramide lẫn cholesterol để hồi phục làn da luôn, cực kỳ tốt. Bên cạnh đó hả, ví dụ như chai Olugopeptide có 98.000 hoặc là chai HA cũng có 98.000 thôi. Bạn tìm đâu ra một chai serum sạch không chứa cồn, không chứa hương liệu, đến từ một thương hiệu rõ ràng, có đầy đủ giấy tờ, được bán chính thức luôn mà giá có 98.000, thật sự là rất khó. Nên cái điểm cộng cho Lucenbay ở cái vấn đề mà giá cả thì thật sự là điểm cộng cực kỳ lớn luôn. Bên cạnh đó thì hầu như tất cả các sản phẩm của Lucenbay đều là không chứa cồn, không chứa hương liệu, chứa rất nhiều chất active mà nó rõ ràng cụ thể, ví dụ như astaxanthin nè, hoặc là oligopeptide nè, vân 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 vân, và rất nhiều chất xúc thực vật nha. Nên để gọi là chấm điểm cho Lucenbay, thật sự là mình phải chấm theo cái việc active á, thì là tầm 6 đến 6.5/10, nhưng giá cả là phải cộng thêm một điểm nữa, có nghĩa là nó phải được 7.5/10 luôn nha, 7.5/10. Ok, cái brand tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là La Roche-Posay. Thì thực sự là La Roche-Posay quá nổi tiếng ở Việt Nam rồi, nó là dược mỹ phẩm đến từ Pháp, nhưng La Roche-Posay bị một cái đặc trưng như thế này thôi: một số sản phẩm rất work, một số sản phẩm không work với mình. Ví dụ như chip đua cọc hoặc là chai tip AI chẳng hạn, thì đối với mình thấy những cái chất active trong đó nó quá nhẹ đối với làn da của mình và nó không hề work. Không hề work trên làn da của mình luôn. Nhẹ nhàng á, trong cái giai đoạn mà mày bị kem trộn hoặc thuốc rửa quá thì ok, nó còn có thể work nha, nhưng tới bây giờ là hết rồi. Nói chung là nó không phê đối với mình. Và cái sản phẩm mà thực sự là recommend, khuyên các bạn mua nhất lại là cái tip B5, tại vì đó nó chứa 5% B5 để hồi phục làn da. Nhưng mà bị một cái là kết cấu của cái tip đó thì nó hơi bí. Bạn nào mà da dầu mà dùng cái tip đó vào ban ngày á là một cực hình, tại vì sau đó bạn chắc chắn phải có thêm kem chống nắng nữa. Như vậy nó rất là dễ gây lên mụn ẩn cho làn da của các bạn, nên thật sự là mình không khuyến khích các bạn mua tip đó và dùng ban ngày nha. Có rất nhiều các sản phẩm khác có thể dùng ban ngày của cái hãng này hoặc là những hãng khác luôn mà nó tốt hơn gì nữa. Nên nói chung là cái sản phẩm mà mình recommend các bạn mua nhất của cái brand này đó là cái tip kem B5 Sisa Plus, hoặc là chai tẩy trang của La Roche-Posay, hoặc là chai xịt khoáng Zero Zinc của hãng này. Đó là một chai xịt khoáng mà nó có chứa kẽm để nói chung là tốt cho da mụn á. Thì đây là những cái món mà bạn đáng mua nhất của hãng này nha. Để chấm điểm thì khó quá, nói chung là 6.5/10. Nói đến La Roche-Posay thì nhắc nhẹ qua Vichy luôn. Thì Vichy cũng là một hãng đến từ Pháp và cũng là dược mỹ phẩm luôn. Nhưng mà Vichy thì khác nha, có nghĩa là những cái line mà cao cấp của Vichy á thì nó vẫn được đầu tư công nghệ rất là lớn. Ví dụ như vitamin C của Vichy á được đầu tư công nghệ khá là cao. Và những cái hũ kem, ví dụ như trong một cái clip mà mình đi mua đồ với lại Comin Duy á, thì bạn có thấy là hũ kem tới 1.000.000 lượng, chứa công nghệ cũng rất là tốt luôn. Nhưng nó vẫn chỉ là những cái sản phẩm cao cấp của Vichy thôi nha. Còn có những sản phẩm mà kiểu giá hơi thấp hơn một chút xíu, hoặc là giá kiểu rất stock, thì đối với mình thấy là không nên, không đáng, thật là chưa có đáng lắm, chưa có hấp dẫn mình lắm để mình đầu tư á. Thì để gọi là chấm điểm như thế nào thôi, 6 điểm hoặc 6.5/10. Nhưng mà đối với mình thì mình hơi hướng kiểu 6.25 đi, 6.25/10. Tại vì thực sự là nó cũng chưa có đủ hấp dẫn mình tới cái mức đó. Thật sự là mình cần thời gian để mình nghiên cứu thêm nhiều like hơn. Ok, một cái brand tiếp theo maybe các bạn nghe sẽ hơi không quen, Maybelline Cosmetics. Một cái chai huyền thoại luôn mà mình rất recommend cho các bạn, đó là chai Maybelline Cosmetics Toning Toner mà chứa 5% AHA á. Mà thực sự là một cái thông tin hơi đáng buồn cho các bạn là chai đó bây giờ hãng dừng sản xuất rồi, nhưng mà hãng đã thay thế bằng một cái line khác, đó là Light Therapy. Thì cái Light Therapy này đã cải tiến công thức hơn, nó vẫn là 5% luôn, nhưng mà nó sẽ là kết hợp giữa glycolic acid và lactic acid. Đồng thời hai loại AHA này thì nó sẽ làm kem da và nó sẽ đỡ cái tình trạng kích ứng cho các bạn hơn, là 5% glycolic thuần. Bên cạnh đó thì cái nhà này thật sự rất mạnh về acid, có những cái sản phẩm mà mình thấy cực kỳ hiệu quả luôn và cực kỳ tốt luôn, mà nó giành cái giải Best Succeed của International luôn á, có nghĩa là một cái giải thành công nhất năm của quốc tế luôn á. Đó là cái chai Clico 5% Therapy, trong đó là chứa 5% glycolic acid AHA nè, 10% niacinamide và 1% zinc C PCA. Thì khi mà mình đọc cái chai này thì mình thấy là rồi, chết rồi, cái chai niacinamide của The Honorary đi bụi rồi. Tại vì kiểu cùng công thức, giá tiền cũng tầm tầm nhau. Giá tiền của cái chai của Evelyn có 195.000 thôi. Bên cạnh đó thì ở trong Evelyn nó còn 5% acid nữa nha. Và bạn nhớ nha, 5% acid và khi kết hợp với cái đống này á, nó cho một cái hiệu quả rất là tốt. Các bạn đỡ vừa phải đầu tư một chai acid, vừa phải đầu tư một chai niacinamide, mà đã vậy kết cấu của em này không tạo bọt, không vón. Còn kết cấu của chai The Honorary thì quá tệ, nên đó, nói chung là các bạn biết là các bạn phải mua chai nào đó. Bên cạnh đó nha, thì ngoài cái line đó ra, hãng còn rất là nhiều cái line khác, nhưng mà
hiện giờ chưa có bán ở Việt Nam. Nói chung là một cái điều đáng tiếc của hãng là như vậy thôi. Thì để chấm điểm thì mình phải chấm em này khoảng 7 đến 7 rưỡi, tại vì điểm được cộng thêm, tại vì giá em này hiện giờ đang được phân phối ở Việt Nam quá rẻ, khoảng 100 mấy cho tới 200 mấy thôi. Chưa tới, mình chưa thấy sản phẩm nào mà bán hơn 200 mấy hết á, 100 mấy chục ngàn cho tới gần 200 ngàn thôi. Nên các bạn rất nên đầu tư cái hãng này nha, thực sự rất mạnh về axit luôn, rất đáng để đầu tư luôn. Ok, hai hãng cuối cùng. Hãng đầu tiên là Palachoy. Thì Palachoy là một cái hãng mà đi theo cái xu hướng là không cồn, không hương liệu và dẫn đầu thế giới về cái quan điểm điều trị này luôn á. Nên mình thấy thật sự là hỏi mình đáng để đầu tư không? Rất đáng để đầu tư nếu như các bạn có tiền nha. Một số sản phẩm thật sự tốt, ví dụ như cái chai Retinol 100% Clinic á, thì trong đó chứa Retinol, này, Vitamin C và Peptide nữa. Thật sự là chai đấy là một chai không có điểm gì để chê hết. Chỉ là giá của em đó hơi cao, khoảng 1.700.000, 1.800.000 được các kiểu thôi. Nhưng mà hỏi mình là đáng để đầu tư không thì thật là rất là đáng. Bên cạnh đó thì cái chai BHA 2% là một cái chai huyền thoại luôn, mà mình nghĩ là tất cả những bạn đi theo skincare đều sẽ từng có một chai hoặc là đang dùng một chai rồi. Nhưng mà đối với mình á, thì sau bao nhiêu thời gian mà mình sử dụng và trải nghiệm á, thì mình thấy á, là cái chai 2% đó nó tạo một cái lớp film ở trên da của mình. Mình hơi không thích cái cảm giác đó thôi. Nhưng mà hỏi mình là có work hay không thì đương nhiên là nó sẽ work rồi. Nó là chuẩn mực luôn rồi á. Thì để gọi là chấm điểm thì do giá hơi cao nhưng mà hiệu quả thì rất tốt. Mình phải chấm điểm em nói là 8/10. Mình hy vọng là mình có thể cho điểm cao hơn, nhưng mà do hiện giờ giá càng ngày càng cao nên nói chung là đó là the best mình có thể cho rồi. Ok, cái brand cuối cùng mà mình sẽ giới thiệu các bạn đó là Obagi. Thì Obagi là một trong những cái brand mà thiên hướng về dược mỹ phẩm và phải gọi là thuốc để điều trị luôn á. Tại vì có một số sản phẩm mà nó sẽ thiên hướng là thuốc, ví dụ như là Tretinoin hoặc là Heroquinol 4%, thì những cái sản phẩm này đang được phân vào nhóm thuốc. Bên cạnh đó thì những cái xu hướng điều trị của Obagi thì nó hơi khác, có nghĩa là Obagi sẽ quỵ bắn cái nền da của bạn lên, chữa hết mọi thứ rồi, sau đó là mới hồi phục. Nên một số bạn xài Obagi thì kiểu không có người tư vấn hay là gì đó thì sẽ hơi dễ toan, tại vì Tretinoin thì mạnh mà Heroquinol cũng rất là mạnh luôn và giá của Obagi cũng rất là cao nữa. Nhưng mà để gọi là hỏi mình là đáng hay không thì mình thấy là thật sự rất đáng. Tretinoin của Obagi là một cái chuẩn mực của Tretinoin luôn á. Mình thấy là nếu mà có tiền thì nên đầu tư Tretinoin của hãng này, rất rất là đáng luôn. Và để gọi em hỏi là chấm bao nhiêu điểm thì đương nhiên là mình phải cho em này điểm cao nhất, 8.5/10. Thực sự là cho cao hơn thì giờ mình chưa cho cao hơn được, tại vì thực sự là có những cái brand khác mà nó còn cao hơn nữa. Bạn nghĩ là hiện giờ thị trường mỹ phẩm chỉ dừng ở Obagi thôi đúng không? Không, thực sự là còn YoSkin nè, còn Telsan nè, còn Peter Thomas Roth nè, thực sự là còn rất nhiều hãng nữa. Nhưng mà mình chỉ kết luận một số cái hãng mà nó đang hiện có ở Việt Nam thôi nha. Ok, và nội dung của video hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu như mọi người yêu thích content của mình thì hãy cho mình một like, một subscribe trên channel của mình nha. Follow mình qua social media, Facebook và Instagram. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Bye bye.